Kết quả điều tra về cái chết của người quân nhân Anh. Tin từ London, tường trình kết quả điều tra cái chết của quân nhân Lee Rigby tại tòa án Southwark. Thám tử Graham Mallon nói rằng kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã chết vì những vết thương nghiêm trọng. Ngày hôm qua, một trong hai can phạm bị giải tới tòa án Westminster. Can phạm Michael Adol Bowell, 22 tuổi, đã giết chết quân nhân tại ngũ Lee Rigby, 25 tuổi, đã bị đưa tới tòa ngay sau khi rời khỏi bệnh viện. Đương sự bị cảnh sát bắn bị thương và nằm bệnh viện trong suốt tuần qua. Adol Bowell bị truy tố tội giết người, giữ khẩu súng KNIL nòng 9.4 ly với ý định sẽ dùng tấn công người khác. Đương sự đã xác nhận chi tiết cá nhân và sẽ ra tòa trở lại vào ngày 3 tháng 6. Quân nhân Rigby từng phục vụ cho tại chiến trường Afghanistan đã bị hai nghi can Hồi giáo giết giữa ban ngày. Trên đường phố đông người, can phạm Adol Bowell đã bình phục và đưa ra tòa. Can phạm thứ nhì là Michael Adol Bolago vẫn còn nằm trong bệnh viện.